Giới thiệu sơ về cái quán đây, thấy không, rất là lạ. Mấy anh em có về Đồng Tháp thì ghé chỗ quán này nha. Một cái xuồng, xuồng mà làm cái bàn ăn, làm cái bàn ăn thì chúng ta ngồi trên đây. Cái La Phong. Hay La Phong ở trên nó như vậy. Chung là đây là làm những cái công cụ bằng cây nhà lá vườn. Thì bàn thì hay gì chúng ta làm cái bàn, bây giờ làm cho nó lạ hơn là cái xuồng rất là to. Rồi đóng bít lại trên luôn. Rồi mình ăn uống ở đây luôn. Mình ngồi trên đây, đây là bà làm cái bàn. Đây những món, thấy không? Món mới hôm nay chả cá linh, bò một nắng, sò huyết, nghêu nghêu cồ, nhum nướng, sò điệp Nhật, sò bi, sò mai. Ok. Thì quang cảnh của quán là như thế này. Rất là đẹp, một không khí rất là tuyệt vời. Thôi qua đây có một em gái xinh đẹp mà áo bà ba, mình quay chơi cho vui. Nó em ấy đang nhận bàn nhận khách để thì đây hả, qua một quang cảnh rất là đẹp. Mỗi một tum như vậy là một người coi, người quản lý. Hello đó, khung cảnh rất là tuyệt vời, đẹp lắm. Quán mới mở bên kia là cò luôn, ruộng là cò luôn, cò đậu bao la luôn. Nhắc lại nha, nhắc lại cái địa chỉ quán đi để cho anh em mình có tham khảo thì tham khảo nha. Đây, đây là 264 sạc 22266 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Số điện thoại là 0277 3826 379. Quán gốc quê Mỹ Phước Thành. Rồi ok, thì mình giới thiệu sơ đó. Đây là bàn để ăn bằng chiếc xuồng. Để anh em nào lên tham khảo. Thì sẽ ở đây là đang nhận khách. Lộn 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 anh ơi, bốn con chuột chiên chiên giòn đi lấy một dĩa xoài bằm. Giờ bốn bốn con cá mang ớt đúng không ạ? Đây là cô này đang nhận lịch thức ăn để trong tâm. Rồi. Thôi mình đi kết thúc giới thiệu sơ cho anh em vậy thôi. Rồi, quá tuyệt vời. Đây là cái khu giới thiệu về một cái khu toilet. Toilet của quán. Thì đây là đường vào toilet. Ở đây mình làm theo kiểu đồng quê, thì nhà tranh vách lá, ở trên thì có mấy cây bầu. Ở trên có bầu lô. Thì đây là toilet, thì nó đơn giản thôi, nếu mình làm theo kiểu mộc mạc. Toilet nam. Rồi đi qua cho giới thiệu toilet nữ luôn. Đó, đây đơn sơ, nó là mộc mạc thôi. Ở trên thì có bầu bí, bầu hồ lô. Toàn cảnh của quán rồi, đơn giản. Anh em nào có về Đồng Tháp thì hưởng thụ hương vị đồng quê. Quán đẹp mới mở, cũng rất là lịch sự, nhân viên thấy vui vẻ và nhiệt tình. Rồi trang YouTube Phước Sa Đéc, xin chào anh em.